khô dẻo. Dạ có hết anh ơi. Rồi thử luôn nóc nhà ơi. Phải cho nóc nhà thử. Ok. Lắm. Em muốn mua trái được không vậy nè? Dạ cái nào cũng ngon hết anh ơi. Biết rồi. Lấy hộp này không? Hả? Phải cho anh hộp này đi. Rồi. Rồi 25 ngàn luôn bà chủ ơi. Ủa nãy em thấy ghé vào đâu lắm mà. Hả? Ờ. 25 ngàn luôn á. Em có 25 ngàn. Ờ. Rồi em cảm ơn anh chị ạ. À. Thôi 30. Chị ăn sao? Cô béo. Rồi cái cô béo. Cô béo hả? Tầm mấy ký. Cô béo là nó ít ngọt lắm nha. Mày ăn đây đúng không? Mềm lắm mày ngọt nha. Cô béo là nó ngọt. Nó chưa lên đường hết á. Vậy lấy cái nào ngọt đi. Lấy cái gọi. Rồi 390 được không chị? Nó ngọt không? Nó. Ok không anh? Dạ, hái hôm nay chưa chín được có ra 2 tiếng rồi. Thôi chứ còn muối hay muối gì á? Khô. Hái hơi khô nè, chị hái mới xin tê á. Được không? Em ăn khô, chậm dẻo. Tay nó không dẻo đâu. Rồi thử luôn anh chị ơi. Ăn khô dễ dẻo sao chị? Rồi nó có nhức nách không? Thấy đau không? Ta nhìn cái tay là biết. Trời, thấy mặt tươi rồi, ngon rồi. Rồi cho hộp đen luôn chị. Sao dao lại lột dữ ta? Rồi 39 ngàn luôn. Rồi chị có con gấu có tên đầu ăn gì à? Cho em một trái thái đi. Trái thái. Thái giờ nó khô quá. Thái mấy ngày nữa ăn được ạ? Nói chung là ngày mai ăn được rồi đó. Thế thì em lấy trái đó mang về. Còn bây giờ ăn chi? Nó còn nhớ, nó nháo nữa chị. Cho em trái tròn đấy. Tròn mà nhỏ nhỏ xinh xinh luôn. Trái tròn nha, bãi học nha. Trái tròn không phải đây được không? Thái nó không còn được, Thái nó chỉ béo béo thôi. Thầy để hỏi bà chủ thử lý do tại sao mà sầu riêng Thái ở Thái Lan nó đẹp kiệt tuyệt đẹp, còn sầu riêng Thái ở bữa sầu riêng hiếp nghĩa nó méo méo mà mẹ. Nóng mà đi nước ngoài đó hả? Cơm 360, giờ chị lấy cơm đi, bỏ sợ vỏ dày vỏ mỏng, ok không? Anh cơm bao nhiêu một ký ạ? Dạ 36 à. Ok không? Đá này 239 ngàn á. Cắt vô quá trời kìa. Cho em ký cơm đi. Một ký cơm thay. Cơm nào to to rồi. To mất tiêu rồi. Nằm đây nè. Cái này nó tờ muối nó ú nụ nụ quá chị ơi. Ồ, trái thái khô quá Dũng. Trái thái là cái muối nó ú nụ nụ quá. Ồ. Thái ngon lắm. Vàng ôm luôn. Có cái tội là nó hơi khô ngoài, nhưng mà trong nó mềm ngọt nhiều. Ok không? Nè. Một ký thái là 360 nghìn. Cơm ký sầu riêng bình thường á là 130. Mà bà cũng đang đứng mua sầu riêng rất là đông luôn. Dũng từ nãy là ngồi ghế đóng miết. Ngồi ghế đóng miết. Nay có 16 bữa hạt nếp. Thái bình thường không chưa Dũng? Còn thái luôn. Còn khô quá. Khô xíu nha. Nhưng mà nó ngọt rồi đó. Rất là đông luôn.
Ồ, thái ngon quá hải. Thử trái khác đó chị. Thử trái khác. Trái này nó mềm hơn hả? Thái thái thì ở ngoài khô nhưng mà ở trong mềm. Ok không? Ngọt không? Ăn mềm ngọt hay là khô béo? Rồi chốt luôn anh Tấn ơi. Rồi mềm ngọt luôn em ơi. Mềm ngọt luôn, mềm ngọt luôn. Hả, à, em đứng toàn cảnh ở phía bên trong để cho ông bà cô chú anh chị và các bạn nhìn toàn cảnh. Đó, vừa sầu riêng hiếu nghĩa từ phía bên trong nha, khách đứng tất bật. Cho một trái đi khô luôn, khô béo. Một trái đi khô béo luôn. Khô béo luôn. Khô béo hết ngọt nha anh chơi. Một trái vừa 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 hết chị. Rồi một ký cơm luôn chị. Một ký cơm. Thái luôn rồi Dũng. Dạ, chăm lắm tư rồi. Gì à? Ủa, lấy cơm á. Đi Sáu lấy cơm. Lấy cơm. Anh trai là lấy cơm, chứ không phải là... Lấy cơm luôn anh. Rồi, chị lại 2 phút. Đây, đây, đây. Đi Sáu hả? Dạ, Sáu đi chứ không phải đi Sáu hả? Sáu đi. Hy vọng đừng trái muối. Ủa, muối đâu? muối đâu? Ủa? Bất ngờ trái sầu riêng không thấy muối. Lấy trái tròn. Dạ, anh căn cơm mà tròn méo là chị của em rồi. Gì hả? Dạ. Đúng rồi, cô anh lộn, anh căng cơm mà. Rồi, ok. Ông bà cô chú đứng quá trời quá đất luôn. Dũng nhanh tay lên. Hết sức luôn rồi. Chuẩn bị có tôm hùm mang rồi. Bà chủ giờ ký tiêu rồi, mua tôm hùm đi bà chủ. Con đang này giả bộ mình vượt không phải ta. Vượt mạnh. Dạ rồi, chị đợi xíu nha. Vượt mạnh lại cho nó đi. Ngày ba bán tấn sầu riêng mà ba cần than lên than xuống. Ok em chú. Rồi. Bé Thiên. Ngày bà chủ bán tấn sầu riêng ba than lên than xuống. Cái này nó có thời gian nào có than. Trời, con người ta anh phải cho phát triển hơn chứ. Tiếp ngày nữa Trúc sẽ mở thêm một bữa sầu riêng nữa nha. À, mong ông bà cô chú với anh chị và các bạn sẽ đón nhận một bữa sầu riêng theo phong cách là xịn sò hơn. À, rồi trái đây hết luôn anh. Múa lửa hơn. Còn muốn nữa anh. Rồi, trả luôn đi. Có ai ủng hộ không? Dạ. Thôi. Dạ, khách rất là đông luôn. Toàn cảnh bữa sầu riêng hiếu nghĩa. Khách rồi nhân viên rồi rất là đông luôn. 415 Cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Dạ, số điện thoại đặt hàng. Quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn ơi. Đang vỡ trận một xíu. Khách đang bù rất là đông. Vẫn cùi tất bật. Hả? Còn ai nữa? Có chị đẹp kìa, với cô kìa. Một ký ráo dẻo luôn. Rồi đâu rồi? Hai mẹ con, hai chị em. Rồi vui. Chị em hai mẹ con. Nè, là cháu. Là cháu. Hai bà cháu hả? Trời ơi, sao hai bà cháu giống dữ vậy? Đúng rồi, hai bà cháu mà. Nhìn là biết rồi, chạy đâu khổ chứ mà. Mày xạo nữa. Mày đặt xạo nữa. Cho nó vui. Đúng rồi.
Có ai giúp cô không? Đi sao nghỉ? Thôi 200 chút. Vậy cho vui. Ừ, nói gì nói sao nó chưa được rồi. Nóng máy kìa luôn hả? Em không có giấy đó, bỏ cái hộp thôi chị Nhân. Đậu trong dài đó, không có giấy. Cái hộp? Trong dài tại sao vậy? Không lấy hộp. Mấy cái tay khác thì có chứ mà không trả được. Mấy loại cho càng khác. Đậu cái bao không? Đậu rồi. Ừ. Cho em trái giống như vậy đi. Chứ em thấy nó trái quá. Coi từ nãy cô mít hoài. Bé Tiên từ nãy đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện bé Tiên. Có cô Tiên là cô Tiên lựa sầu riêng nhanh lắm. Ok. Ok. Cái này đang hết luôn hả chị? Kia, một ký cơm kìa cho cô kìa. Thôi lại chú ơi. Sao cô? Lấy đi, một ký cơm. Mua ký cơm đúng không ạ? Rồi đâu đây. Cô lấy khô không ly ướt. Cô để con gái ở đây con cút cho miếng. Vô miếng. Vô con gái. Vô con gái vô ảnh múc cho miếng con gái. Cười. Tôi thấy Dũng là không được là nghe ông Dũng. Nhưng mà vui. Hả? Vui mà. Vui không cô? Dạ, dạ. Vui là chính luôn cô. Chọc chiếu thì vui thôi đúng không? Nó vui vui chứ không phải khui á cô. Chứ không phải Dũng mà đổi á. Một ký cơm. Một ký cơm. Rồi, thử nữa luôn à chị ơi. Thử tiếp đi chứ. Thôi, thử. Ở gần đây em cô, em mới còn chắc gần đây không? Ở bên đường nè. Rồi, ok. Ăn sầu riêng lần đầu tiên hả cô? Đâu, ăn đi hoài chứ. Ăn ở hoài hả? Dạ. Mà sao không quay hoài mà không biết ta? Chắc đi ăn buổi trưa quá. Cái này quên mặt rồi ta. Dạ. Như này hay làm cho mình này. Rồi. Mới hôm qua nữa. Muối đâu nữa hết rồi. Dạ bà làm sao? À. Muối đâu ra muối. Ủa vậy được rồi. Sao Dũng? Ngon. Đủ tí chiêu chưa? Thuốc rồi anh. Hả? 8 kg mà vợ nó lên gần cái tấn rồi mà. Bán mà dám nó không ngon mà ai ăn. Tao báo con nói thật tao ngon. Con nói ngon, không ngon, nó ngon, mắc nó mắc rẻ nó rẻ à. Hồi nãy ba, hồi nãy ông kêu chứ sầu riêng bán mắc quá. Mà trong khi là trong khi ổng mua tôm hồng chị má. Trong khi ổng là ông thợ khui cho bà chủ nè. Còn có khách vô hỏi thấy bà chủ xách xách ra kêu né qua một bên. Không phải bà chủ, né qua một bên. Trời ơi, nãy làm quê thiệt luôn á. Nãy rồi chứ. Né qua một bên. À, đúng rồi. Mấy anh mấy chị cho em hút thuốc được không? Thôi, tôi đi cho hút thuốc, hiểu gì? Nói chứ vô đi anh, chạy em giỡn á. Đúng rồi, chắc là từ chiều giờ thấy Dũng Tuấn ấy tiền cái gì. Rồi. Vô thấy bà chủ mà đuổi bà chủ vào bên. Này bà chủ gì nữa bà chủ. Làm ông quay YouTube ông cũng né vào bên luôn. ông né xa luôn. Cũng tiếu. Vẫn như vui. Lâu lâu cũng gặp cách này cách nọ vui. Cách chua quá trời kìa. Rồi anh chị cái nào vô lấy luôn đó chị. Rồi anh nào mềm ngọt một ký vô đây thử luôn ạ. Rồi thử luôn anh trai ơi.
tính tiền đâu mà. Ok bánh đậm đây vô cho chị gái thử miếng kìa. Trời ơi thôi được rồi, sao sức quá. À, mình có loại nào ạ? Tôi đi sáu con máy được em chín quá. Các bạn bữa sầu riêng Hướng Nghĩa là bán vui vẻ lắm, từ chủ cho đến các thợ khui, mỗi bạn có một cái nét riêng nha. Chỉ có ông qua YouTube là ông sòm sòm thôi, phải không Dũng? Mà YouTube cũng vui mà, nói chung là YouTube nấu này chủ yếu là để rất vui, tao có bị đắng thôi. Là khui ra cắt thử rồi mới biết nó đắng, thế mới để lại. Bây giờ chồng trai cũng đang khó kiếm lắm. Rồi tức là nè, giờ bị đắng nè. Một ký cho anh trai kìa Tuấn. Rồi còn ai nữa không? Lên ký cơm. Một ký cơm luôn cho anh trai luôn. Cô hay mềm anh? Mềm dẻo ngọt. Ok. Đúng. Anh thích ăn như thế nào nói mà bạn lấy cho nó chính xác. Lấy một ký nè. Cho ưng ý mình. Lấy một ký nè. Một ký mềm dẻo. Mềm dẻo là rất ngọt nha. Béo thôi nha. Còn cái nào cũng còn. Khô béo là nó chỉ béo thôi, độ ngọt nó thanh. Còn cái mềm ngọt á. Ngọt ha. Ngọt. Khô béo. Dạ. Còn cứ từ từ để em định hình lại cái sau. Định hình lại cho khách. Dạ sao ôi, nhiều người ngọt, người cô, người béo gì tới luôn tôi. Dạ. Nhiều người ngọt, cô béo. Vô thử luôn anh trai ơi. Vô thử luôn. Không, để cho các bạn thử. Anh đợi em xíu anh. Đợi em xíu anh trai. Anh áo đen nè, nón đen luôn, người đen luôn. Thử luôn anh. Một ký. Lượm. Sao cô thế nào cũng lượm ta, ta ghét dữ ta vậy, tính kêu đẻ con. Ba bà đi vô đi bậy. Hả? Đó. Sầu thái rất là nhiều luôn. Lụm. Thôi đi anh này, cái đó cái nào cần thiết mình lụm tới đi anh. Cái đó không cần thiết đâu. Mình gọi điện mình quay sao nó hơi bị chói ta, có bóng đèn hay là ê bà chủ hình như bữa nay bóng đèn bị thiếu nha bà chủ đúng không, mấy cái bóng bị thiếu đúng không? Rồi thử luôn anh trai. Bật bóng rồi lên cho nó sáng. Đúng rồi, chưa nếm mà gật đầu anh, quyền lợi của anh đó nghe. Khán giả xem clip cứ nói là kêu bị nó bị chói, mình không hiểu luôn. Rồi một ký luôn anh trai ơi. Vậy anh chứ có một ký mềm dẻo luôn đúng không ạ? Dạ. Em quay bằng máy Sony á, nhưng mà nhiều lúc nó lấy nét á, nét mấy cái với lại nữa cái phản quang hay sao á. Dạ. Hay là chối như ông bà của chú chị. Chị cứ thử đi rồi mình nói chuyện tiếp chị. Không, nói chung là em hàng mới hết, cũng có qua đêm đâu chị, cứ yên tâm đi. Chị có thử có mùi gió thì em đổi khác đúng không, ngon ngọt béo. Nhiều khi muốn một mình mà sợ cô đơn nữa rồi đó. Chị không muốn ở đúng không? trời ơi chết. Không phải ấy là bỏ luôn đi Tấn ơi, còn không bỏ luôn. Uổng trái sầu riêng quá. Hôm nay trừ Dũng 500 ngàn nha bà chú. Nãy nó vừa chỉ tiêu rồi á, anh nói trời nó 500 ngàn nó đến vậy nó đi về á. Em mới ăn tâm hồn mà anh đi kêu vậy là chết em rồi. Hồi tối có nhậu không? Có anh. Nhậu ở đâu? Chỗ đó hả? Dạ bên nhà của chị Tiên à. À hôm qua tối nhậu nhà chị Tiên à. Đúng rồi, có được anh. Có Lộc, dạ. Có Lộc lên nhậu bánh Lộc cho vui chứ. Lộc vui mà. Lộc lên. Rồi còn ai nữa không? Chứ mấy công á về bé Tiên xỉn mà Lộc không xỉn chứ không bực. Dạ chị Tiên đâu có nhậu lắm. Quá lời hả? Bé Tiên không nhậu hả? Tiên. Sao vậy? Tự nhiên con mềm ngọt hả
Đâu? Dẻo béo. Không thích đắng. Không thích đắng à? Rồi, 1 ký cho chị ngoài đó luôn đi anh trai. 1 ký cho chị ngoài đây luôn. Bé Tiên không nhậu chứ dân con gái miền Tây là nhậu, là nhậu ghê lắm nha ông bà cô chú. Em nói đúng không biết nữa. Anh chị nào quê ở miền Tây comment xuống em cái đi. Đúng không? Mấy chị em miền Tây là nhậu ghê lắm. Nhậu là các anh nhậu không nổi đâu, không chịu nổi đâu. Ví dụ như bà chủ đây. Ví dụ như bà chủ đó. 8 lon không phải xỉn. Cái gì? 8 lon không xỉn à? Tin vậy? Ghê lắm. Trời ơi, bữa nay tự nhiên bữa nay biết được đô mạnh. 8 lon không xỉn. Rồi vô thử luôn chị gái ơi. Kêu bà chủ nhậu 8 lon không xỉn. Chả là phải nhậu 7 lon rồi tính rồi. Nghi lắm. 7 lon rưỡi à. Ngon không con trai? Ok không chị? Con trai học lớp mấy rồi? Lớp 1 hả? Trời ơi. Cái này có 3 ông mối lấy hết được không chị? Hết này chắc phải 7 lạng á. Nghe bữa nay nghe mà chủ nhậu 8 lon. Kinh thiệt. Anh hiểu nghe anh. Nghe đồn. Nghe đồn. Rồi thôi mình vô mình điện anh Lộc. Điện Lộc à? Vô tinh hợp. Đủ tiêu rồi đâu hết anh ơi. Ê, anh Lộc bây giờ cũng như bổ mẫu quá vậy. Mình bảo mẫu không nuôi những 4 đứa con ở đây. Mình không nuôi 200. À, ở nuôi 4-5 đứa con bự nữa hả? 200. Quá trời. Anh về nhà không nấu ăn đồ, không nấu nước là giả Lộc giỏi chứ. Người ta nè, có anh này nói là mức lương 15 triệu một tháng có nên mua nhà ở Sài Gòn hay không? Vậy hả chị? Không đủ. Không đủ. 15 triệu sao đủ mua nhà ở Sài Gòn. Đúng không? Vỉa hè được anh. Ngoài ô không phải vỉa hè. Bà chủ đây mà kiếm cái cột điện mà quay cái cột nhà mà chưa ra. Trong khi mà một ngày là bà thu nhập là cả trăm mấy 200 triệu mà còn không ra nổi nè. Giận chứ thấy kia nó đang clip đây là 15 triệu là có nên mua nhà trả góp hay không thì tùy thôi, mỗi địa phương thôi, chứ mỗi địa phương có mình có thể là trả góp rồi được mà, một tháng trả khoảng 5-7 triệu là được rồi. Còn bà chủ thì mới mua biệt thự thì nói chung là hôm nay quay cũng hơi nhiều. Bà chủ mới mua biệt thự thì bà tính theo cái kiểu khác. Cái chân cột kiếm cái cây cột nhà bình thường ở Sài Gòn thì thử sao nghĩ tới nổi anh. Em nghĩ cây cột nhà bình thường thì em ra ngoài bê tông ly tông Thủ Đức kia em mua thôi, cái gì đâu mà xa lắm. Hả? Thủ Đức xa nơi mình làm quá. Ê, bây giờ hỏi thiệt nè, là bà chủ là nhậu mấy lon nè ông chủ? 7 lon. 7 lon ghê không? 7 lon á hả? Ê, khách luôn kìa. Khách. Bà chủ cui đi. Để cho thợ đồ nó nghỉ ngơi với. Chủ cui đến thợ đứng ngó thôi. Chủ cả gì đâu mà cứ đứng ngó không mà, tính tiền không mà. Không tính tiền thì cũng bị gầy ra. Không giữ võ tiền thì cũng bị. Tiền thì cũng bị gầy ra, sống thật cho vô lòng trời. Có cái vỏ tiền không mà cũng không giữ. Ủa quá à. Đợi chứ bà con người nhà không á, nên là sớt lép à? Dạ. Cái là con thử. Dạ được thử.
Cơm ngon. Béo. Mình cơm thì mòn đó. Cái này là cái này. Ủa, trái nó cơm vàng dưới vậy? Hả? Sữa hạt nếp chín quá là nó sao lâu lắm không thấy Trúc nhập thứ gì sao Chabi á Chali hả sượng hả Chali rồi đó bữa rồi có sầu riêng lạ lạ nhập về bán cho bà con ăn cho biết cho vui. Tiểu Long sầu riêng Tiểu Long là tìm hiểu chưa? Chưa hả? Em đâu nghe luôn á, nó tiêu báo chí lên quá trời quá đất luôn mà. Trời ơi. Riêng Tiểu Long. Tàn vậy tàn, tàn tàn vậy đó. Ba trăm lẻ năm. Thôi thuận rồi. Tôi lấy hai hộp hả? Thôi lấy hai dụng rồi. Ba cầm cái sầu riêng cầm cho tôi. Cái nào cũng được. Ngồi đi. Ở đây. Có xếp không? Có xếp. Dán cái tem vô cho anh. Tại chú mua cho mình cái. Dạ. Ví dụ như là khi nào mình đi không được mình cứ gọi. Ờ, cứ gọi xong đem bên. Dạ. Có xếp qua rồi đúng rồi, cái số điện thoại đó xếp á chị. Ok bác. Dạ.